Có đây anh em, gặp viên trường Phú Khánh nha anh em. Có đây, có đây. Viên trường Phú Khánh ngày mưa bão anh em ơi, mưa quá mưa. Có đây anh em ơi. Lâu anh em, viên trường anh em ơi, viên trường Phú Khánh đây anh em, viên trường nha anh em. Cái bữa này ở Quảng Ngãi mình mưa quá anh em ơi, mưa cả tuần rồi, mưa liên tiếp không ngớt luôn cả tuần rồi. Sáng nay thấy hửng nắng rồi mình có mang đồ ra mình đi câu cho nó đỡ ghiền, chứ một tuần nay không đi được anh em, mưa mà. Sáng mưa nó cũng chung là nó mưa cả ngày luôn, nó mưa mà ngập tùm lum tới lở hết. Cái này mình lên viên trường mà đi đầu nguồn anh em, đây đi con mình nè, lên đây có mấy ông chú phía bên này thì em câu máy, có ba ông chú phía này câu máy, mình ở dưới đây mình câu đài thì lên nước nhiều lắm anh em ơi. Trước nước ngay chỗ đây nước trước nó nằm phía túc lúc dưới đây này, phải là cỡ mét nước anh em, nước lên cỡ mét nước, đây là nước nhiều. Đây là thường mình ví dụ như mấy thời điểm mà trời mưa anh em à, mưa hay là bão mưa nhiều á thì mình hay đi câu đầu nguồn. Ví dụ như mưa nước nhiều á, hồ nước nó lên á thì mình thường lên đầu nguồn mình câu, ít khi mình câu bờ đập á thì là câu ở ngoài lắm. Thì mưa lớn với lại nước nhiều á thì cá nó sẽ lên đầu nguồn để nó đi sinh sản anh em à. Nên là thường mình sẽ lên đầu nguồn mình câu. Thì bữa nay cũng câu như bình thường anh em, bữa nay mình quấn lục hương với lại cắm chim thôi anh em. Còn cắm sả thì mình làm ở nhà nha. Vì ở trên viên trường này trước giờ mình quấn cũng nhiều lần rồi, thì có phi khá là nhiều anh em, phi nhỏ nhỏ cỡ 2-3 ngón tay cũng nhiều lắm. Nhưng mà mình quấn càng ra xa thì cá càng lớn, có nghĩa là quấn 4,5 m hay 5,4 m hay 6 m càng ra ngoài á thì cái cá, con cá nó càng to. Nên là bữa nay mình làm cái mùa sả mình làm ở nhà mình cũng làm cắm chim, nhưng mà mình có bắp nữa anh em à. Nè, mùa sả của mình đây nè anh em, nè anh em có thể thấy nó hạt bắp này, có bắp nữa nè. Thì mình có lục bắp lên rồi mình ngâm với lại lục hương anh em à, với mình trộn cắm khá rồi vô nữa, xong mình để đó. Ví dụ như mình trộn khô vậy đó, mình trộn khô thôi mình để đó, xong mình bỏ cho bạc mình cắt, rồi bữa sau mình đi thì mình sẽ mang theo. Mình hồ mình xả ra có cá con nhiều, có bắp nó có con nhiều, nó ăn cái cám được, còn cái bắp nó sẽ không ăn được, nó chừa lại à, nó ổ nó còn lưu nhiều, nên là mình quýnh sẽ được lâu dài. Quýnh chép nha anh em, bài mùa này thì mình thường làm để mình quýnh lăng xê hay là mình xả ổ. Ví dụ ổ, ví dụ có con nhiều thì mình sẽ xỏ cái bắp này anh em. Thì cũng như mọi khi thôi anh em, mình sẽ trộn lục hương với lại cắm cá anh em à. Đây mình để sẵn rồi, mình sẽ cho nước vô, rồi xong rồi cho lục hương vô, rồi cái cắm chim á mình sẽ để mình sẽ ngâm cho nó mềm, rồi mình bóp ra rồi mình câu đơn giản vậy thôi anh em, không cần nhiều. Còn cắm xỏ thì mình có xỏ bắp này với lại lục hương với lại ấy thôi. Này mình xỏ tay luôn nha, để mình xỏ cho anh em xem. Không, cái dù mình nó phản mấy anh em, sáng gì nó phản mấy hả? Phản cái dù mấy trắng gì đâu ấy. Đứng lên thử, nó ngã tới không? Nè, mình xả này nè. Mình xả, tôi có phao á. Đó. Xả chìm phao luôn mà. Mình ném xuống là cái ầm luôn. Xả một lần một cục vậy, một sáng anh em. Sáng lên cao mình xả một cục đó, rồi trưa mình sẽ xả một cục nữa. Bình thường mình đi câu tự nhiên thì mình xả nhiều lắm anh em. Cho cá nó vô chứ tự nhiên nó rộng lớn, nó rộng mà. Chứ không phải như là hồ dịch vụ, vô hồ dịch vụ thì nó nhỏ thì khác. Còn hồ đây hồ tự nhiên nó rộng nên là anh em cứ xả. Mình không, anh em mình tùy ngang. Còn bản chất mình quýnh á, mình cái quen à. Mình cái đi quýnh tự nhiên là mình sẽ xả thật nhiều. Nên anh em, vì tự nhiên có nhiều cũng có, không phải một con. Nó có cá con này, có lớn, có nhỏ, có gì cũng khó hết. Nên là nó vô nó sẽ phá ổ, nó ăn và hết mồi trong ổ. Nên là tính mình hay xả nhiều vậy. Còn mồi thì đơn giản vậy thôi anh em. Anh em nào thắc mắc thì mình trộn lục hương nha. Còn bây giờ thì mình sẽ trộn cho anh em xem luôn. Anh em nào không thích xem cách trộn mồi thì anh em có thể tua qua ngang. Đây,
Kamu cium dia ni. Cái phần dùng phóng cái ta chắc biết không, đây là Phương đây nè, đây là Phương đây, cho nước vô thôi đi, cho lục phương vô rồi cho cấp chim vô thôi, sẽ cho nước vô ít thôi, ít nước thôi, sau đó mình sẽ cho lục phương vô, lắc lên nha nè, xong mình sẽ nhỏ lục phương vô đây. Đây nè, nó sẽ ra như vậy thì khó, cô đổ hết. Mình sẽ cho cắm chim vô mình ngâm cho nó mềm xíu rồi mình bóp mình cong. Đây nè, như vậy thôi, mình cho được cái chim nó mềm xíu rồi mình sẽ bóp rồi mình cau thôi nè, đơn giản vậy thôi. Đó. Anh em nào không thích xem thì cái tua, cái đoạn trụ mồi nha. Giờ thì ok hết rồi, nó phao thì mình đã căng hết rồi, nó nằm chứ. Nào không biết anh em thấy không? To quá nè. Đó anh em thấy phao này nè. Đó, mình căng hết rồi, bảy nứt. Mình sẽ câu, mình sẽ canh bảy và mình câu bo. Thêm mồi vô là nó sẽ nổi lên bo hoặc hai, tùy. Thì anh em nào muốn hướng dẫn cái canh phao canh đồ thì anh em cứ comment với mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ làm video hướng dẫn cụ thể tận tình cho anh em. Cho anh em nào mới nha, anh em nào mới chưa biết câu thì mình hướng dẫn. Bây giờ thì ok, mình sẽ trộn mồi và mình câu nha anh em. Mong mình bữa nay thành quả khá khá xíu. Để mình tụ mồi mình câu nha anh em. Có gì rồi xong mình sẽ bật máy mình quay cho anh em xem. Phi đầu tiên anh em ơi. Đè miếng không ăn ta. Hãy subscribe cho phì anh em ơi.
Chết anh em ơi. Chép này nè. Chép đây anh em. Chưa anh em ơi, chắc về anh em. 4 giờ rồi. 4 giờ rồi anh em ơi, về anh em ơi. Ồ, tổng kết ngày nay. Thì hồi sáng đó, mình lên mình ngồi thẳng đường, mình ngồi thẳng cho đây nè anh em. Này. Cái này cái ghế mình đang ngồi xéo này. Đó, cái ghế đáng lý ở ngay đây, phải thẳng ở đây nè. Sáng mình ngồi thẳng ở đây nè. Mà thẳng ở đó câu ngay chỗ đây, ngay chỗ giữa đây nè, thì được. Thì không bị, không thì dính có. Mà qua đây là mắc cây, mà qua đây nữa là mắc cây. Có nghĩa là chỉ quýnh được cái chính giữa thôi. Buổi sáng mình ngồi đây mình bắt đứt hai cái thẻo rồi. Chán thiệt, quýnh được cái 5-7 rô phi gì mà đứt hai cái thẻo. Thế xong, cái tới buổi trưa mình dời qua đây luôn. Mình vẽ xéo qua đây luôn nè, đó. Anh em thấy nó ngồi, mình ngồi xéo xẹo luôn này. Đây nè. Đó. Cái đây là cái ghế nè. Đây. Đó. Ghế mà cái cần của mình nó xéo qua bên đây nè. Mình quýnh xéo luôn mà. Mình quýnh cho nó xéo xẹo qua bên đó luôn. Để xong quýnh xéo vào đó, quýnh mồi xuống liền nè anh em, mồi xuống liền nó không bị mát liền.
Rồi quýnh được mấy bài chép liên tiếp liền xuống thiệt. Rồi quýnh thêm một mớ rô phi nữa. Nay vui. Được. Nay vậy là ok rồi. Trời mưa. Mưa cả ngày mà quýnh vậy là ok. Trời buổi trưa, buổi sáng, từ sáng tới trưa quýnh được có 5-7 con nha. Trời này nó không mưa nha. Trời nó mát mát mà nó mưa đâm đâm mình nó lại vừa mưa vừa nắng. Nên là sáng quýnh với lại trúng cái chỗ nó mát nữa nè. Giờ ve qua đây một cái là buổi trưa tới chiều là quýnh ok liền. Quýnh được mấy bò liền. Mấy bò chép như là quýnh mớ rô phi nữa. Rô phi cỡ như vậy vậy mình về mình xay chỏ anh em. Xay chỏ xong mùa mưa nè. Xay chỏ mà mình cúng bánh tráng á. Mình chiên có rơm với lại kiểu mình làm chả giò anh em, chả giò ram, miền Trung mình gọi là ram, miền Bắc gọi là chả giò, gọi là mình chiên cái đó ăn bá nhất nách này nè mà mưa mà ăn cái đó cũng rau chấm mắm nữa, trời đẹp biệt á. Thôi giờ mình dọn dẹp xong rồi anh em, giờ show cá xong mình đi về nè, chứ giờ cũng thấy nó cũng chậm rồi anh em ơi, chậm ăn rồi, sớm giờ ngồi giật lý hết mà. Từ buổi từ cái lúc mà mình quay qua đây là mình giật miết luôn thôi, giật rô phi với chép giật một rong hết. Đây, bây giờ lên cá cho em số cá anh em mà đi về nghe. Cá đây anh em, gặp viên trường Hữu Khánh nha anh em. Cá đây, cá đây. Viên trường Hữu Khánh ngày mưa bão anh em ơi, mưa quá mưa. Cá đây anh em ơi. Anh em ơi, đây. Chép rô phi các kiểu các thứ. Đây anh em. Quá trời hết. Đây anh em ơi. Đây. Chép rô phi nè. Thôi chứ đây anh em. Chép rô phi bự chép đây, chép dưới chép nhiều lắm anh em. Đây. Mớ chép lên chép dưới này nữa nè, mớ chép á, chép đây nữa. Rô phi chép. Mưa bão gấm quá anh em ơi. Thôi về. Anh em nhớ đăng ký ủng hộ Trí nha. Thấy hay thì like. Rồi đăng ký chia sẻ cho Trí nha. Tạm biệt anh em, hẹn anh em ở video tiếp theo.